Hello, em xin chào cả nhà. Chào mấy anh. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay vui quá vui. Vui quá vui, chỉ có 6 anh em ở trong đồng thôi cả nhà ơi. Bây giờ anh em thì hiện tại giờ thì cũng ở đang trong đồng ruộng. Vấn tanh vấn tè không có ai hết. Ở dưới này nước, ở trên này thì đừng lộ mà không có xe chạy luôn. Anh em mình tối nay đốt lửa chạy. Ngồi nấu bậy bình nước trà. Uống nước trà chơi. Anh em Út Thanh coi cái ấy đó không anh. Trên này nó mờ dữ vậy ta. Lấy bánh lên nấu trà. Bánh chứ trời. Quẹt tính. Quẹt tối qua đâu rồi ta? Quẹt ở đâu đó đó anh. Anh lấy rồi. Anh Hùng lấy đi đốt qua bên miễu mua cái ấy lấy bánh lên rồi mình đậu bánh nước trà. Rõ ràng này chứ Thanh. Rõ đường em thấy rõ ràng em thấy đường để trà chứ. Tắt đèn này. Ồ trà thơm quá ta. Chào quạo nha. Muốn anh em tối nay khỏi ngủ luôn. Quạo rồi chơi. Nắp hồng cháy là cái lá tư mà cháy cũng dữ ha. Bình đằng đó mà có gì mình để mình nướng luôn đã ta lắm rồi. Ở trong đồng không có xe, không có gì hết trơn á. Anh em quánh quắt, quanh quẩn ở trong đồng. Hồi đó anh em mình đi bắt chuột về lấy than nó nướng luôn anh Tính. Có lý á ta. Mình nước sôi rồi anh ơi. Có cái gì à? Đây đây, bố luôn. Nè nè, cái thú ly kìa, lấy thú ly cho. Okay. Anh Hùng đang tích cực. anh Hùng đang tích cực đúng ba củi bỏ vô. Nó ở trong đồng nó yên tĩnh, nó buồn mà nó lại chắc là không có, nó buồn nhưng mà đổi lại là được cái yên tĩnh thoải mái. Thôi vậy chứ cháy rồi. Ý chừng nào mà anh em quánh quắt về bây giờ hiếm lắm mới có nha. Ở cấp này theo như người ta là ta ngồi trong quán trong tiệm là thấy anh Hùng, mà anh em mình giờ là ngồi trong đồng đốt lửa phập phồng nướng bên phòng mà. Này có cái cảnh này nói thật ra thì rất là lãng mạn chứ không phải lãng xẹt đâu nha. Ừ. quá vui ha Hùng, quá vui mà cũng quá buồn ha Hùng. Ở trên yêu ơi, đốt nhanh ở trên yêu ơi, cho đèn ơi. Bánh cơm bánh kẹo đồ giang chuyện chơi dẫn. Hôm nay là bánh lội xong là bị Ngô Ba Dương rồi. Bánh cắt gai đó, đau quá. Ngô Dương Anh Hùng bánh nè. Đốt lửa lên ta căng bầm thả lưới gác trèo lên ta nướng khô khoai hò ơi. Lá tư xanh luôn á, lá tràm, lá bình đằng tư xanh luôn, đốt vẫn cháy bình thường. Đón cho người ta là không mừng. Cái dừa hồng qua lá tư nè. Rồi uống qua đây mình uống nước trà đi anh ơi. Chạy đúng cái giấc giò thì bé chết luôn. Ổng ôm cho anh. Gót cái nụ nó nang rồi. Thôi bánh kẹo nhóc. Vậy đốt là thứ gió không ta? Vậy được rồi chứ. Cái này mùa hông, cái mũi đâu có nhiêu đâu. Tắt đèn thầm luôn. Mày có chăm trà chưa? Có trà chưa? Rồi em xong làm nóng là nóng nha. Nóng nha, đừng có ai đụng rồi coi chừng anh Hùng á. Mà cái nhà không bánh nước trà. Gót ra đi. Không mới được. Bánh này để đây Hùng ơi, chị 10 cho nè. Để đây Hùng ơi,
Lại đây mình uống nước trà mình ca bay dài ban cổ ngay trên Hùng ơi. Đâu, anh có lấy cái lò ra không vậy? Có, em lấy cái lò vậy rồi. Ông bà đánh tay anh chạch một má đi, ông mặt nước mày đi về uống nước trà ăn bánh đó ông ơi. Ông mấy con mạnh tay phải chân làm ăn có mũi. Ăn bợp xuôi gió ai. Để tôi lấy vậy là bánh, tôi gọi là nước trứng, nước miếng. Ngồi xuống lên không? Ví dụ như cái cúng giấy nóng nha, cái sau lưng nóng nha. Ừ, cái này anh không? Rồi. Mánh Hồng ơi. Cái gì thối gì phải thối lại đây, hang đỡ mũi. Bà cái nhà uống nước trà. No. Đây, đây. Đó. Này. Vô mọi người. Ly trà. Thì uống quá. Ghế hôm nay uống trà hơn. Con này đang nghỉ ngủ á. Uống trà mình làm bây giờ dài bản cổ lên tính ca bây giờ dài bản cổ lên tính. Được đó. Anh làm rồi. Biển cương lá rơi thu hà em ơi. Hát đoạn thôi, hát nhiều quá không nhớ. Đường về mịt mù em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa bên hết cay chân chung tình. Khóc than duyên em một mình. Có ngon nữa. Tỉnh đầu bè bàn trong cơn chiến tranh. Uống trà cả nhà ơi. À, uống nước trà hay rượu. Có này, trà trà nóng như vậy. Mời cả nhà nha. Mời nhà rượu à, trà thôi. Em trong trà uống được không anh Hùng? Vô. Vô. Wow. Chúc mừng 6 người đi khắp thời gian. Cái này tôi đi lâu quá, về giờ đi bỉ rồi. Đã quá. Lên đánh bo hát về bán rồi. Đi đi. Đi đi. Thanh. Úc Thanh đang lấy cái thùng lên đánh bo nghe chơi cả nhà ơi. Bây giờ mình vô mình dạo xăng cái đi, mình chào xăng cái. Anh dạo cười nhà. Rồi nghe cả nhà chứ đừng cười em nha. Thanh dính hay thì chắc. Bây giờ anh em nào hát Bologo được không? Anh Hùng ra đi. Hỏi anh Hùng ơi. Lại anh Hùng ca nữa rồi. 10 ca trước đi. Ờ, em đâu có lại cho đâu có biết chữ đâu ca. Chừng chính bản quyền anh Thanh. Vậy. Vậy. Bán thì bán độc quyền mà. Không bán chính bản quyền nữa hả? Dù ngoài ô tôi có căn nhà tranh. Tuy bé nhưng thật xinh mỗi ngày sống riêng một mình. Bên. Em sống chung giàu sang quen gấm nhung đời trang đi về xe đón đưa hôm nay em nhấn dưới kia em là anh mất cả với cây đàn ngầm ngầm thở than cho cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen tiếp tiếp không hay tôi đang nghe cũng dở nhưng nàng khen nhiều và thật tắt cái đèn lên làm tôi thấy nghẹn lời trong tâm tư tiếp đi em sao những lời âu yếm mặn nồng của hai đứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bon bèo làm sao nhói quên rồi. Thì tới nhiêu mình tới nhiêu mà. Thôi mình đừng có quên nó cúp điện rồi. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Giờ mình chơi Bologo luôn rồi. Chơi cha đi. Định tao ca sao mày quýnh vậy đi ở đó mày. Ông nhà cháu nào tay cầu hai chân bản này ha. Ừ. Hai chân bản này nhớ bằng gì đây. Nhớ em quá trời. Dù tình em rất khơi nhưng anh còn mãi đây. Còn mãi đắm đuối nhưng giấc mơ khờ dài. Chờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng. Nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm. Giấc mơ êm đềm.
cháu em lặng lẽ ra đi, cho tình đôi thêm nhức nhói, bao năm hạnh phúc bên nhau. Nhưng ba ngồi xếp đắng chút, anh yêu ngồi xếp đắng chút anh nè. Này người tình hơi, nhưng lúc em về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng nghe xót xa. Đêm nay em có vui không? Bên không nhận em ấm. Đêm nay em buồn lắm coi, anh ơi. Coi lòng ngập tràn đớn đau. Bây giờ anh em cũng đi tới đây là chỗ mà nhờ cái không khu này không có cái nhà nào chứ. Bây giờ hết điện thoại pin về, muốn điện cho vợ thăm vợ con cũng không có pin nữa, cả nhà anh thông cảm. Nó buồn gì đâu rồi mấy anh em bây giờ không biết làm gì thì giờ em trà thay rượu ra cũng tâm sự có làm sao, anh em mà cởi mở vui vẻ cho cả nhà xem. Có gì cả nhà cũng thông cảm dùm nghe, cả nhà hứng đâu ca nấy chứ không biết đường sao đỡ. Tại vì ở đây cũng vỡ lòng cả nhà, không có nhà cửa ai chăng á, mình cứ chơi thoải mái, không có sợ làm phiền, không sợ bá làng quá sớm vậy. Em có khúc này mà không biết nên ca không nè, mà để em hay ca cái gì à? Linh đa, Linh đa, mỗi giây phút anh hát gào tên em. Có được, nhiều đó. Mời mốt ca tiếp. Tính đâu cái dạo nhạc nghe nó dài dữ nha. Còn mấy chữ. Được rồi anh yêu ơi, được rồi anh Hồng ơi. Mấy anh em muốn đi săn bắt rồi để làm cái clip cho hay hay cho cả nhà xem, mà ngặt gì đi qua đây nước thì nó cũng lừng chừng, nó còn có khỏi đầu gối chúng mà cũng không có cá, còn cá thì nhỏ nhỏ không, chuột thì nó cũng trốn mấy anh em đâu hết trơn. Bây giờ đi qua đây mấy anh em chi phí mua cái ghe rồi thêm đổ dầu đổ xăng chạy nước ngược nước xuôi cả hơn nửa một ngày công việc chỗ. Công việc làm anh yêu ơi, cậy nói chung mà thì biết rồi, mình gán qua đây mình miệt mài nè, mà mài hoài cái mũi cái bộ không được bén nha. Bỏ bị lục mài không bén, dán dán mài mò để có clip để cho cả nhà xem nha cả nhà ơi. Chứ không phải đường gần gần nào mà chạy chừng vài tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là mấy anh em mình bỏ chỗ này đi về nhà trở lại nữa rồi. Làm đi, quýnh bo đi, quýnh bo mình cho tiếp đi. Đó, quýnh được lắm, lâu quá trời lâu rồi quýnh. Người biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ tình, lo cho số phận, lo cho riêng mình chỉ thành một kiếp hoa. Sớm nở tối tàn, đời ấy không một lần. Giờ duyên ban đầu để chọn kiếp thương nhau, đường yêu lắm nẻo, lúa mau tàn nghèo. Qua nè. Thì bây giờ mình nhớ khúc nào là mình có bé nè. Ô vui quá xa bà con ơi, đàn trai bên gái ai nấy cũng đều vui. Ngày xuân hoa lá xinh thật là xinh, bên chú dễ hiền thật là xứng lứa lại vừa đôi. Ngày tặng hôn tôi chúc chú về mai, tôi chúc cô giàu hiền luôn sánh đôi vừa. Nên sánh đôi chồng cao. Ông xôi đang nói với bà xôi, dâu dư dễ hiền thật là xưng lứa lại vừa đôi. Sáng năm tôi với chị xôi tính. Hai mấy anh em mình cài. Thôi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù, bơ vơ trong chiều mưa gọi thầm tên em. Được rồi anh Hùng ơi. Chiếc lâu xa cây. Anh lại đây ngồi có mũi là gắn đàn cho. Mong nhớ người đó đi, mang theo kỷ niệm. Lửa khói. Bao nhiêu kỷ niệm. Bắt kem thằng kẻ làng bây giờ. Cột qua trèo là trèo qua cột. Chú ban dầu qua cầu mà té em có điện rồi.
Bập bùng bập bùng anh lơ. Anh lơ bập bùng. À, xin quên là toàn bộ là nước không nha cả nhà, không có sợ nha cả nhà. Tàng bay lên đẹp cả. Ừ. Đúng rồi. Cái đầu mấy anh em mình về. Giờ anh Tú ác ca cổ đi. Lan ơi dẫu mai đây đường xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà gửi về quê cũ. Bên người yêu chờ đợi bao ngày. Giờ cho tôi xin em đừng đợi giá nghi ngờ. Dấu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, nhưng em vẫn chọn lòng nhớ mảnh trần quê. Hát tiếp đi, có gì đó rồi. Nhớ mảnh trần quê sông sự nhỉ. Nhớ bến sông xưa vẫn bóng con đò, nhớ làng yêu vũ đau sầu trong tiệc vọng. Này là dân amateur không có bài đâu nha mọi người. Cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng, cho đẹp và lan chia biệt trọn đời. Thôi đẹp ơi bằng lòng mà chi nữa, mong anh về hạnh phúc với người ta. Còn lan với môi hận lòng phát ngáo nâu sầu, chôn chặt niềm đau. Hey. Mình hát mình tự vỗ tay luôn. Bây giờ cho em đăng ký hát bản này hay hay dở gì cả nhà thông cảm nha. Cũng tăng cổ luôn. Hát đi. Vũ án Mã Ngu. Rồi. À. Cái này hay rồi đó. Cái này làm. Vỗ tay anh em ơi. Vỗ tay. Anh ơi. Cái này chắc má anh nghe được, má anh mừng lắm, tại vì má anh thích cái luôn. Do cha hay dở cả nhà thông cảm nghe nha. Quanh ơi giờ này em ở đâu, em có biết rằng anh già con đi tìm em khắp nơi hay không? Bà con cô bác ơi, có ai nhìn thấy cô ca sĩ thuộc quanh của tôi đâu không? Làm ơn chỉ giùm tôi luôn. Anh đã bao đêm bao ngày mộng nhớ, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Anh em đưa con ra đây coi, khỏi đại đi, khỏi đốt luật nữa. Để tình chung thì nay đành lỡ làng. Vô. Em ơi tan bảy mưa ngâu, có cầu ô thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngộ ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh đây nhớ em chỉ bằng giấc mong gốc hận, vì ai gây cảnh đắng cay nó giờ đây mình anh xong kiếp đơn coi biết về đâu. Khi đường tương lai mịt mờ tâm tối, mà lối đi về không có ngày mai, người ta nó cướp đi đôi mắt của anh rồi. Thôi có khả năng giữ thôi nha. Quán thăng kêu gào biết cùng ai sớt chia thương sầu. Hỡi người ơi đớn đau trong lòng, thương cảnh xanh úa tàn trong sớm mai. Thương cảnh xanh úa tàn trong sớm mai. Ngoài kia lất phất mưa bay, ở đây giọt đắng giọt cay ngậm ngùi. Ngỡ rằng ta mãi bên nhau, nhưng nào ngờ trời đã chia đôi. Lòng anh đau đớn biết bao, nhớ thương trọn đời chỉ có mình em. Tưng 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 đằng tưng đằng tưng đằng. Cảm ơn cái nhà đó nghe em hát bài. Anh Bùi đi, anh Bùi làm bài cũng vòng cổ tặng cho anh em đi. Hay dở dòng biết anh em mình cứ trong đồng mình cứ vui vẻ được rồi.
Mày cái nhà ly trà nha. Cái nhà cũng hơi xưa xưa ha mẹ ơi, hãy yên lòng. Hãy yên lòng mẹ ơi cũng được. Lên đường tông quân xa phố cuồng xa tiếng vắng mẹ hiền. Cho dù biên cương nay hải đáo muôn ngàn hiểm nguy. Mẹ ơi dân chi sức khỏe quê nhà danh dân. Bỏ lên không quá là mình lại lên không quá. Con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Từ từ đơ tích tự tơ đơ đơ. Theo nhịp bước của đoàn quân ca. Này anh em mình đi phải ai có biết đoàn ha, có cái đoàn im hết à. Mẹ ơi đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Vô ra anh em ơi. Biên giới xa xôi hải đảo mịt mù, đoàn chúng con vẫn không hề náo núng khi chiến trường đạn pháo âm vang. Bước quân hành vai súng nặng mang, con giữ gìn quê hương xóm làng đất nước. Khi nắng trưa hè gai gắt giọt ngộ sương, điểm biên thì sương khơi lạnh giá. Lạnh giá. Bây giờ khúc rồi chứ tới câu 5 câu 6 nữa hơi lâu cả nhà ơi. Giờ tới anh Tính ăn bản gì nữa nè. Anh Tính làm bản là kênh mình lên luôn đó. Chưa tới. Chưa tới giờ. Hồi đó giờ chưa có ca đó nha. Cả nhà bữa nay hứng rồi ca uống trà nữa nha. Đây, em cũng làm bậy khúc dịch trận đường sân nha cả nhà. Thôi bọn nghe hay à. Bọn không đó. Ta nói làm khúc mà ta thuộc như. Em ra đi khi gà chưa gọi sáng. Trăng mùng mười giỡn nước giữa đầm sen. Giận. Cái gì tự nhiên cứ qua này. Dân chiếc xuồng con cây xào nắng thân quen. Dân cơm gói mò cao khăn quần găng cầu. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số, nói chẳng đường dây em vượt lộ qua đồng. Theo nhịp quê hương lưu chảy mạch máu hồng. Cuộc đời vui khi chiến trường dậy gọi, rút ngắn đoạn đường tiến bước tiếng công. Xuồng em chở chú nhân quân, chở cô cán bộ, chở anh hậu cần. Nón tay bèo lấp lánh với chân, lúc nói chuyện thì thầm, lúc cười vui rộn rã. Nói chuyện cà lâm, bữa nay ca không được chứ ta không có cà lâm nha, chắc cà lâm nha, chứ ta. Tôi chích một khúc ở trong của Nguyễn Kha hát cái bản gì Hồng ơi ha. Mua quả đào, đúng không? Mà lên thôi, lên cái khúc thuộc con khúc hát đại cũng được nhiêu đến nhiêu. Tại đâu có đờn bỗng người đâu mình tăng 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 tăng. Hát cái này nó hát ngộ lắm nha. Ngộ rồi, cho một cái bình trà. Hồng ơi, tuy mình đã cách xa nhau nhưng lòng anh càng thêm nhớ. Càng thêm thương, càng nhớ càng thương, càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày qua bên vườn hoa ấy. Ước nguyện cùng nhau mình sẽ chung đôi, nào ngờ đâu mình đã chia hai. Buồn mà chi giận mà chi trách mà chi, thôi hãy quên đi kỷ niệm ngày qua dù trong gió mưa. Trong máu dòng dần tiếc thương một cánh hoa hồng. Có nhiều lắm. Trời ơi, vậy là không có được câu dòng cổ rồi. Thì cũng im mà.
hay mà. Ca được cái gì nó nãy nay xong mà ca tưởng nó mắc bằng hắn rồi. Thật ra cái chương trình mà ca nhạc tối nay là hoàn toàn là là không có kế hoạch đề ra đó. Nói chung là ngẫu nhiên nè. Anh em mình nói chung nó hứng là cái ta vui chơi chứ nếu mà mình anh em mình ca hay ca giỏi thì làm ca sĩ đâu có đi làm ba cái hành gì. Uống nước trà mà, nói chung anh em mình ngồi uống nước trà. Đây này, giờ này nó cắn là cả nhà thấy nó bay buồn không bay không cả nhà. Nè. Uống nước trà làm bây giờ về bạn trong cổ rồi nghe chơi cả nhà ơi, cho đỡ buồn chứ thật sự ở trong đồng nó cũng buồn lắm. Nhưng mà là ca sĩ. Ở trong đồng này thì nhìn tới nhìn lui cũng có 6 anh em thôi. Dán que buồn heo à. Đó giờ quay ra có cái có một cái ghe đổ đèn lúc lóng thôi chứ không có còn cái gì. Là cái ghe của mình. Cái ghe của mình. Giờ mình hát bản lên được rồi. Rồi hát bản lên đi, giờ anh em mình hát bản nữa đi kết thúc luôn nè. Hát bản cha 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 cái đó ha. Bây giờ thì tiếp nối chương trình ca nhạc ca cổ ở tại Đồng Ngọn Tháp. Tiếp tục Út Thanh sẽ ca một bài ca được mang tên Ca Trước Biết Sau. Ca bài ca này nữa là cuối cùng rồi cả nhà. Bản gì mới nhớ tự nhiên quên trời. Bây giờ em nhìn trên trời đâu có cái sao không hả? Nhạc phải không? Vô. Em cá đi. Vô. 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 Ala 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 ala. Vô vô ala. Ngoài ô tôi có căn nhà tranh. Tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày ngóng chiên ngột mình. Nhà gần bến. Ủa cái này hình như nãy ca gọi mà. Sống gần đầy ca đi về. Nãy giờ ca bán lại. Ca gọi. Ai ca? Anh. Anh ra anh ra rồi có đâu anh bản này anh ra rồi chết rồi. Con đường xưa em đi thời gian có quên gì ta mòn kia vẫn đi còn có một điểm vắng bên đường vắng tên chỉ còn em với anh chỉ còn anh với em ơi. Nhìn gió lên khơi, lòng khổ trong về. Một người xa cuối trời, nơi đây phiên gác canh dài. E ấp đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Hết, nhiều tới đây. Phần tiếp luôn đi. Trời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao. Cuộc sống là bao, vì đâu cũng mến thương nhau. Người đi lao đao, người đi đâu mục tiêu nữa trời chạy. Người kia sống trong sang giàu. Ba không chuyện này cả nhà. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao? Đời như chiếc lá, ngày mai vô cuốn bay xa. Dù trước dù sau. Nào ai sinh tử không qua. Bạc tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành. Con tính giật dành tình anh em thua một người dân. Một người dân. Đôi khi con có nghĩa có tình. Anh em một cho mình giúp người xa cơ nào muốn chăng. Mà tại sao ta anh em một nhà chung một giọng máu xanh nhau đủ đều gào trước đón sao. Này ai ơi hãy nhớ lấy cầu. Anh em như bát nước đầy gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. Từ đó tơ 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 tơ. Đây, bây giờ em cũng chúc cả nhà có một buổi tối uống trà vậy vậy. Ngủ ngon giấc bên gia đình và bên bên vợ bên con. Một đêm nói chung là ấm áp nha. Còn tụi em thì hiện tại giờ thì cũng nói chung là cũng hơi lạnh lẽo chút xíu. Mà cũng cũng vẫn vui. Tại vì vui là lý do là tại có anh Hùng ở Sài Gòn về chơi, anh Bùi ở Vĩnh Long lên chơi. Đi theo tụi em rất là vui. Thì em cũng chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, bye bye mấy anh em, bye bye anh Hùng. Cả nhà nhớ đón xem những clip tiếp theo anh em sẽ làm gì ở bên Đồng Tháp này cả nhà ơi.